khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên và tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao cho Ban Thanh niên Nông thôn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Nông thôn tiếp tục tổ chức cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Sáng tạo Thanh niên Nông thôn năm 2020. Cuộc thi hướng tới đối tượng đoàn viên thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 35, có ý tưởng đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, du lịch cộng đồng, công nghệ thông tin, phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020 với 3 vòng thi, đi tìm ý tưởng mô hình, hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng xây dựng dự án, chung kết toàn quốc và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2020.